33 người chết, Bình Dương tổ chức họp báo vụ cháy quán karaoke vào sáng ngày 8 tháng 9. Theo thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương vào tối ngày 7 tháng 9, việc tìm kiếm các thi thể nạn nhân đã gần như hoàn tất. Hiện lực lượng chức năng đã phát hiện 32 người tử vong bên trong hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú tại Bình Dương. Lực lượng chức năng đang đưa nạn nhân về các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh để thực hiện công tác pháp y. Theo số liệu ban đầu, trong 32 nạn nhân có 15 nữ và 17 nam, số người bị thương là 17 người. Trong đó, 15 người đã xuất viện, còn là hai bệnh nhân nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Bình Dương. Theo một nguồn tin cho biết, trong số hai nạn nhân nặng đã có một người đã tử vong. Như vậy, vụ cháy quán karaoke đã có tổng cộng 33 người thiệt mạng. Hiện nay, sau 24 giờ cứu hộ, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã rút về, các ba thành phố Thuận An tiếp tục bảo vệ hiện trường. Liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú sáng ngày 8 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức họp báo thông tin chính thức vụ việc. Nhận được thông tin về hậu quả vụ cháy cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke tại tỉnh Bình Dương làm nhiều người chết vào chiều ngày 7 tháng 9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn sâu so sắc tới thân nhân và gia đình người bị nạn chủ tịch nước cũng đề nghị chính phủ chỉ đạo bộ công an các bộ ngành liên quan và ủy ban nhân dân tỉnh bình dương tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình người bị nạn tập trung khắc phục hậu quả khẩn trương điều tra nguyên nhân của vụ cháy